Xin chào tất cả các anh chị em trên nhóm Canada cần gì nói và trên Facebook cá nhân của tôi, Tôn Thức Hòa. Lý do tôi đang share cái phần livestream này trên cái trang cá nhân của tôi nữa, tại vì có nhiều người bạn của tôi, gần 5.000 người, không tham gia cái nhóm Canada cần gì nói, nhưng mà họ vẫn đang rất quan tâm đến những cái thông tin tôi chia sẻ. Thưa các anh chị em, trên Facebook hôm nay là ngày 10 tháng 1 2024, tôi đang livestream từ khu vực GTA, thành phố Mississauga, tỉnh Ontario, Canada. Thì bây giờ là 10:31 sáng ngày thứ tư, giờ Việt Nam là 10:31 tối cùng ngày. Việt Nam hiện giờ đang đi trước khung giờ của EST là 12 tiếng. Việt Nam là 10:30 thì Canada là 10:30 sáng. Chương trình hôm nay tôi có thông báo trước khoảng tầm 40 phút về một số các cái nội dung các anh chị có thể đọc ở trong cái mục chính của phần livestream. Đó là tôi sẽ trả lời chung một số các cái thắc mắc mà các anh chị em thường gửi đến qua cái phần tin nhắn riêng của tôi hoặc là ở trên nhóm. Đó là học sinh trung học thì có được phép đi làm thêm trong thời gian đi học hay không? Câu thứ hai là cha mẹ xin được visa du lịch với mục đích là đi thăm con đang học ở Canada, cho dù là học trung học phổ thông hay là học cao đẳng đại học, thì có được phép đi làm để kiếm tiền nuôi con hay không? Học sinh trung học ở Canada có học thêm sau giờ học hay không? Đây là một cái câu hỏi rất thú vị. Và điều gì khó khăn trong việc thay đổi nhất ở các em học sinh, sinh viên từ Việt Nam sang Canada để du học trong thời gian đầu? Sau đó thì có một cái thông tin, không phải là câu hỏi mà là một thông tin tôi cần chia sẻ về cái việc là xin lý lịch tư pháp Việt Nam cho học sinh mà dưới 18 tuổi đang ở Canada mà không cần phải về Việt Nam hay là không cần phải xin ở lãnh sự quán hay là đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Thông tin cuối cùng đó là được chia sẻ từ một phụ huynh đang có con học ở trường của tôi. Sau khi là sắp xếp cái việc là phải cho bé về trực tiếp ở Việt Nam để thăm nhà trong dịp Tết, đồng thời là lên trực tiếp ở Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh để xin cái lý lịch tư pháp, chuẩn bị hồ sơ để đi sang Mỹ định cư. Tuy nhiên là sau khi chị lên trực tiếp ở Sở Tư pháp thì phát hiện ra rằng là cháu không cần phải về Việt Nam mà cha mẹ có thể làm điền đơn để đăng ký lấy cái lý lịch tư pháp cho bé theo yêu cầu của Bộ Di trú của Mỹ. Bây giờ chúng ta đi từ đầu. Thưa các anh chị, trong khi tôi livestream thì các anh chị có thể đặt câu hỏi sau khi tôi trả lời hết tất cả những cái câu hỏi mà tôi đưa ra trên phần livestream chính, thì tôi sẽ nhìn qua các câu hỏi của các anh chị. Nếu như các anh chị viết trực tiếp ở trên cái phần livestream thì tôi sẽ tranh thủ trả lời trong cái chừng mực hiểu biết của mình cũng như các cái trải nghiệm của mình tại Canada. Câu thứ nhất, học sinh trung học có được phép đi làm thêm hay không? Cái câu này nó tương đối là phổ biến đối với những cái gia đình mà có con đi học trung học ở Canada, các cái bạn nam bạn nữ ở tầm lớp 11 với lớp 12 ở Canada, trong khi đi học trung học phổ thông, tại vì cái chi phí nó rất là cao, cho nên là nhiều phụ huynh họ hỏi xem thử là con của họ có được phép đi làm thêm hay không, giống như là các bạn học ở cao đẳng hay là học ở đại học hay là cao học hay không. Thì câu trả lời chính xác đó là không được phép đi làm. Cho dù cái em học sinh này là 19 tuổi đi chăng nữa, nhưng trên cái study permit vẫn đang là học ở trung học.
Vì sao tôi nói là trên 18, thậm chí là 19, 20 tuổi nhưng mà vẫn đang học trung học phổ thông. Ví dụ các bạn này khi đi sang Canada đã là 18 tuổi nhưng mà do tiếng Anh yếu, cho nên á, là phải học cái phần tiếng Anh nhiều ở trong các cái trường, đặc biệt là các cái trường tư thục trước khi các bạn ấy học các cái môn chính. Điều đó có nghĩa là thay vì chỉ học một năm thôi thì có thể là vào cao đẳng và đại học, thì có nhiều em nó phải mất khoảng cỡ từ 2 năm tới 2 năm rưỡi thì mới có thể tốt nghiệp được. Thì lúc các em mà nhận cái bằng tốt nghiệp trung học để vào các cái trường cao đẳng và đại học thì các em này khoảng tầm 20 tuổi. Thì cho dù 20 tuổi đi chăng nữa các em vẫn chưa được phép đi làm. Tại vì sao? Trên cái study permit là study permit của trung học, và họ ghi một cái ghi chú rất rõ cái phần đó, người ta gọi là cái remark, tức là không được phép đi làm, not authorized for employment. Đấy, họ ghi rất rõ là không được phép đi làm. Tại vì muốn đi làm á, thì phải có cái số an sinh xã hội, cái SIN, tức là số SIN. Đấy, và phải đạt những cái yêu cầu của Bộ Di trú có ghi ở trên luật của Bộ Di trú tị nạn và quốc tịch Canada dành cho sinh viên quốc tế. Cho nên á, là nếu như thật sự có em nào mà mong muốn đi làm để trang trải một ít các cái chi phí học tập trong thời gian đi học trung học đi chăng nữa, thì cái việc đó vẫn trái pháp luật. Tại vì rõ ràng là trên cái study permit có ghi không được phép đi làm. Đến lúc nào các em được đi làm? Khi các em chính thức vào học ở cao đẳng, từ 1 năm, 1 năm rưỡi, 2 năm trở lên cao đẳng đại học, rồi các em nhận cái study permit chính thức thì các em mới được phép đi làm theo luật định là 20 giờ một tuần tối đa. Đấy, trong cái thời gian đi học bình thường, còn trong các cái kỳ nghỉ thì có thể đi làm toàn thời gian. Đấy là cái quy định của Bộ Di trú dựa trên cái đạo luật gọi là dành cho các cái sinh viên quốc tế đang sở hữu cái study permit, họ ghi rất rõ là như vậy. Còn một số các cái trường hợp, ví dụ học sinh sinh viên cao đẳng đại học, học cao học vân vân, đang gọi là đi làm trên 20 giờ một tuần theo cái chính sách tạm thời, người ta gọi nó là cái temporary public policy, những cái chính sách tạm thời của chính phủ họ đưa ra, thì cho đến cuối tháng 3 này là đã chính thức kết thúc rồi. Cho nên á, là sau bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 là các em cho dù đang được phép đi làm tạm thời là trên 20 giờ một tuần thì cũng sẽ quay lại cái chính sách là tối đa 20 giờ một tuần làm chính thức. Làm vượt quá cái khung giờ cho phép mà chính phủ họ biết được, cụ thể là khi mình khai báo thuế này kia mà cái số giờ làm việc nó vượt qua trên 20 giờ một tuần, nếu mà bị phát hiện ra mà nhân viên xét duyệt cái PGWP, tức là cái giấy phép sau khi học xong ở bậc cao đẳng với đại học đó, thì xin cái giấy phép đi làm 3 năm đó, có thể nhân viên Bộ Di trú họ từ chối, tại vì đã vi phạm cái luật, vi phạm các cái điều khoản quy định dưới cái study permit dành cho sinh viên. Về mặt thực tế mà nói, nếu như các em mà đã đi sang đây đi học trung học mà đi làm thêm nữa thì tôi không tin rằng các em có thể học tốt. Lý do là tại vì chương trình học vẫn nặng chứ không hề nhẹ. Vì sao vậy? Có thể kiến thức nó nhẹ hơn ở Việt Nam đối với, hay là nó dễ hơn ở Việt Nam đối với những cái em mà học lực khá trở lên, hay là học giỏi từ Việt Nam, có cái nền tảng từ lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, thì tới năm lớp 12 các em sang đây có thể về mặt kiến thức các em nó dễ hơn một chút, dễ theo bài, nhưng vì nó học theo cái ngôn ngữ là tiếng Anh, cho nên các em cần phải cải thiện tiếng Anh nhiều mới đạt được cái mức gọi là giỏi thực sự. Và để đạt được cái mức điểm mà luôn luôn 80-90% để sau này vào được đại học tốt, sau này là có cái hồ sơ đẹp, thì các em này dĩ nhiên là phải tập trung học. Chứ còn mà đi ra đi làm thì tôi không tin rằng là các em sẽ học tốt. Và cái việc đó vừa sai pháp luật mà vừa gọi là ảnh hưởng tới cái việc học tập của mình nữa. Học liên tục và phải làm bài, phải thuyết trình, phải nâng cao tiếng Anh. Cho nên nếu mà bỏ đi
làm thêm, ví dụ cho dù là 5 10 tiếng đồng hồ vào cuối tuần đi chăng nữa thì về nó rất là mệt và các em sẽ dần dần sao nhãng. Khi các em đi làm thêm thì dĩ nhiên các em có một cái thu nhập, mà muốn đi làm thêm thì làm thêm trái phép, cho nên cái thu nhập này đó là thu nhập và là bất hợp pháp, nó không có đóng thuế, không thể hiện trên cái hồ sơ thuế của các em học sinh, cho nên á là họ sẽ trả một cái mức phí, một cái mức thù lao mà tự thỏa thuận giữa cái chủ lao động với lại là cái em học sinh đó. Nhưng mà cái rủi ro nó xảy ra là rất nhiều, cho nên tôi khẳng định lại là các em học sinh lớp 12 không nên đi học, không nên đi đi làm thêm, cho dù là gia đình hoàn cảnh khó khăn đi chăng nữa. Nếu ví dụ như trường hợp tai nạn lao động xảy ra rồi ảnh hưởng tới công ăn, tới tới cái việc học hành, thì cái đó là lợi bất cập hại, hại nhiều hơn là lợi. Nó dẫn đến cái việc ví dụ đi lao động mệt quá về nhà cái mai nghỉ học rồi bắt đầu là điểm thấp chẳng hạn đi, thì nó không đảm bảo được cái chất lượng và nó không đáp ứng đúng cái mục tiêu ban đầu của mình đưa ra. Với các em học sinh trung học mà con em địa phương, tức là con của thường trú nhân rồi là con của dân quốc tịch, thì họ được phép đi làm, họ được phép đi làm đó. Ngay từ lớp 10, lớp 11 là các em này bắt đầu đi làm rồi, tại vì con dân địa phương ở đây quốc tịch hay là PR là ngay từ lúc mới sinh ra là họ đã có cái số an sinh xã hội rồi, cho nên ví dụ đi làm thì tự sắp xếp được cái việc học rồi, tại vì tiếng Anh nó cũng tốt, theo được kịp bài, rồi có cha mẹ tại đây và có cái số an sinh xã hội để mà khai báo thuế, hình thành từ rất là nhỏ là một cái người đi làm đóng thuế. Cho nên á là sinh viên quốc tế, học sinh quốc tế trung học thì không được phép đi làm, nhưng mà con em của thường trú nhân hay là con em của dân quốc tịch thì được phép đi làm. Tuy nhiên đi làm nếu mà quá đà thì dĩ nhiên nó ảnh hưởng tới cái việc học là chuyện rất là bình thường. Đó. Và nếu với những cái gia đình nào mà họ thực sự là khó khăn quá thì họ mới đưa con của mình ra cái việc mà đi làm những cái công việc tay chân để phụ thêm cái chi phí của gia đình đã dành cho cái việc mà gọi là đi học rồi tất cả các cái khoản khác nó cao quá, cho nên là con lớp 9, lớp 10 thì hai ba đứa nó có thể bắt đầu tự đi làm để kiếm thêm, để tích lũy kinh nghiệm và để trang trải bớt cái chi phí của gia đình. Tôi nhắc lại, học sinh quốc tế trung học thì không được phép đi làm, và đi làm thì đi làm chui, đi làm bất hợp pháp và những cái bất lợi là nhiều hơn là có lợi. Cái thứ hai, câu hỏi cũng rất thường gặp mà thường thường nó đi đôi với cái câu đầu tiên, đó là học sinh trung học có đi học có được phép đi làm thêm hay không. Rồi bây giờ là một số phụ huynh họ sẽ hỏi thế này là nếu như con tôi đi học trung học rồi sau đó tôi xin cái visa đi du lịch sang thăm con thì tôi có được phép đi làm hay không? Thì câu trả lời vẫn là không được phép đi làm một cách hợp pháp. Tại vì cái visa du lịch họ vẫn ghi rất rõ đó là không được phép gọi là đi làm. Còn muốn đi làm đi chăng nữa thì phải qua đây rồi mới xin một cái công việc, có một cái chủ nào đó họ bảo lãnh rồi họ làm các cái giấy tờ ví dụ như là LMIA, tức là chứng minh nó không ảnh hưởng tới công ăn việc làm của dân ở Canada, thì chính phủ họ sẽ cấp cho cái gọi là work permit mà nó chỉ bám chặt vào với một cái chủ doanh nghiệp thì lúc đó mới đi làm hợp pháp được. Đấy. Mà cái điều này thực sự là nó không dễ, hiện tại nó không dễ, tại vì chủ thì trừ khi là bà con thân thiết lắm, họ đủ điều kiện, họ cần người thì họ mới hỗ trợ cái LMA này, còn không á thì đa số là phải thông qua một cái dịch vụ môi giới hay là một cái cố vấn di trú nào đó để họ hợp thức hóa cái giấy phép này, và cái quy trình này nó không có miễn phí đâu, nó tốn rất là nhiều tiền theo tôi biết. Đấy. Visa du lịch đi sang thăm con thì ở lại tối đa một lần như vậy là không quá 6 tháng. Cho nên á là cho dù chính phủ họ quy định là không được phép đi làm và trên thực tế pháp luật cũng không cho phép đi làm, nhưng mà cái số những cái người mà đi sang đây để mà đi bằng visa du lịch rồi sau đó đi kiếm việc làm theo cái sự thỏa thuận giữa chủ với cái visa du lịch, người sở hữu visa du lịch đó nó không có hề ít chút nào hết. Đấy. Mặc dù á là không có ai báo cáo, nếu mà báo cáo thì dĩ nhiên là chính phủ họ sẽ vào cuộc để họ họ điều tra.
Đó, và khi mà điều tra thì dính tới pháp luật. Như vậy á, là bản thân cái người sở hữu cái visa du lịch đó vẫn phạm luật và có thể sau này không xin được visa nữa, hay là bị trục xuất ngay tại chỗ, hoặc là ảnh hưởng tới cái study permit của con. Đấy. Nhưng như tôi nói rằng là nó có những cái khoảng xám mà mình cần phải hiểu, mặc dù á, là không có khuyến khích nhưng mà nó vẫn xảy ra. Đó là một số các cái anh chị em phụ huynh họ sang đây rồi họ có người bà con gì đó rồi cũng cho đi làm và cũng kiếm được tiền mặt, xong sau đó thì vài tháng họ lại về Việt Nam, rồi sau đó họ lại lấy với cái lý do lại đi sang thăm con nữa, tại con vẫn đang còn học, rồi họ tiếp tục họ đi làm kiếm được một ít tiền để trả học phí cho con. Nhưng mà cái đó là một cái bài toán gọi là nửa trắng nửa đen. Chính phủ họ thừa sức biết, như tôi có nói trong nhiều cái video trước, chính phủ họ biết chứ không phải không đâu. Tại vì cái tình trạng này nó không phải là hiếm ở Canada, và không chỉ riêng người Việt Nam mà là với rất là nhiều các cái sắc dân khác trên thế giới họ cũng đi sang đây, bên Mexico chẳng hạn, hay là những cái người Trung Quốc họ vẫn sang đây, rồi Ấn Độ họ vẫn sang đây, họ đều có những cái kiểu làm việc nửa trắng nửa đen như vậy. Dĩ nhiên là không đóng thuế, và không đóng thuế thì cái mức lương đó có thể bị ép xuống, và tại vì trả tiền mặt đấy, nhưng nó là bất hợp pháp. Bất hợp pháp không đồng nghĩa với việc là nhiều người họ không làm. Đấy, các anh chị nhớ rõ, thì cái này là tùy cái lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên, cái thân phận của một cái người đi visa du lịch sang đây đi làm thêm thì các anh chị thấy cũng có những cái rủi ro. Thứ nhất là bị chèn ép, là trả lương thấp. Ví dụ lương bây giờ thấp nhất ở Ontario ví dụ như là 15 đô rưỡi thì họ có thể chỉ trả là khoảng cỡ 10 12 đô thôi trên một giờ. Và cái người này có quyền nói gì không? Không có quyền nói gì hết, tại vì đây là một cái sự thỏa thuận ngầm giữa chủ lao động và cái người sở hữu cái visa du lịch. Đấy. Nhưng mà thực tế cuộc sống thì cũng có nhiều người họ làm như vậy, tại vì ở Việt Nam kiếm tiền đôi khi khó, trong cái thời gian đó kiếm cũng không được nhiều, rồi các anh chị mới mới đi sang đây lấy lý do là đi sang thăm con vẫn đi học, rồi sau đó đi làm không có hợp pháp. Đấy. Tiếp theo là một câu hỏi tương đối là ít được hỏi nhưng mà nó rất là nhạy cảm. Tại vì khi nói ra đó thì có nhiều người họ nói rằng là nói như thế là không đúng. Ví dụ như tôi nói ra sau sắp sửa nói cái điều này ra thì có thể nhiều người họ nói rằng là ông ấy nói xạo, ông ấy nói không có đúng. Đó là học sinh trung học ở Canada thì có học thêm sau cái giờ đi học hay không? Sau cái giờ đi học chính ở trường hay không? Thì đây là tôi nói cho các anh chị nắm rõ một chút xíu. Nếu học sinh tiểu học đó thì tùy theo cái khu vực, tùy theo cái một số các cái sở giáo dục họ có quy định cái giờ gọi là vào lớp và cái giờ tan tan học khác nhau. Nhưng mà cái giờ bình thường của học sinh tiểu học đó từ lớp 7 trở xuống hoặc là lớp 8 trở xuống ở Ontario là tiểu học vẫn đang còn là lớp 8, từ lớp mẫu giáo cho tới đến hết lớp 8. Thì các em đi học từ 9 giờ sáng và họ rất là chính xác về giờ giấc. Gọi là nếu bắt đầu vào lớp 9 giờ thì 8 giờ 58 phút là chuông reo lần đầu. Rồi sau đó thì là 9 giờ cái là chuông reo lần thứ hai. Thì lần thứ hai cái là giáo viên họ sẽ ra, họ sẽ đưa các em vào trong lớp. Còn những cái ngày tuyết lớn đó thì các em có thể vào thẳng trong lớp luôn, không cần phải xếp hàng, không cần phải chờ các thầy cô ra rước. Rồi buổi trưa có khoảng tầm 45 phút để mà ăn trưa, mà các em này là không có ngủ trưa như ở Việt Nam. Ăn trưa và đọc sách rồi là vui chơi gì đó thôi, rồi bắt đầu học tiếp. Học tiếp thì tới khoảng tầm là 3 giờ 30 chiều là phụ huynh tới đón về, trường tan rồi phụ huynh tới đón về. Và không có cái trường hợp gọi là ở lại lâu dài đâu, trừ những cái bạn mà ở lại gọi là after school, tức là có những cái dịch vụ mà họ giữ trẻ, họ chăm sóc trẻ sau cái giờ gọi là chính thức của trường. Đấy, thì cái này là phải có cái phí đóng thêm, hoặc là được chính phủ hỗ trợ một phần cho những cái gia đình mà họ phải đi làm, họ không có thể tới rước con vào lúc 3 giờ 30 được. Khi lên tới trung học thì cái thời gian học đó nó sẽ sớm hơn và các em sẽ kết thúc trung trường đó chính thức sẽ sớm hơn. Ví dụ như là con trai của tôi thì hiện giờ mới lớp 7 thôi. Nhưng mà tại vì nó đi học chung ở trong cái trường trung học, tức là trường dạy từ lớp 7 cho tới lớp 12.
Thay vì bình thường ở Ontario là từ lớp 9 cho tới lớp 12, nhưng mà vì cái trường tiểu học mà con tôi học trước đây đó không có đủ chỗ, cho nên á là họ mới đưa cái lớp 7 và lớp 8 sang cái trường trung học luôn. Thì trường đó họ vừa nhận cái gọi là middle school, là từ lớp 7 tới lớp 8. Thì cái lịch học vẫn là theo các anh chị lớn, tức là vẫn theo các anh chị từ lớp 9 tới lớp 12. 8:30 vào học và chiều á là 2:30 là đã về rồi. Còn có tham gia các cái câu lạc bộ, ví dụ như câu lạc bộ hùng biện, câu lạc bộ tranh luận, câu lạc bộ vẽ tranh, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ học tiếng, vân vân. Thì các em sẽ ở lại thêm 1 tiếng hoặc 2 tiếng tùy theo cái câu lạc bộ đó kéo dài bao lâu. Đấy là cái lịch học bình thường ở Canada này. Có nghĩa là các em không có giờ nghỉ trưa, không phải là không có giờ nghỉ trưa mà không có giờ ngủ trưa. Các em chỉ có giờ ăn trưa. Trung học thì có 1 tiếng để vừa ăn trưa rồi vui chơi gì một chút xíu. Em nào mà muốn ngã lưng một chút thì có thể tìm một cái chỗ nào đó, một cái góc nào đó rồi nằm nghỉ một chút, bắt đầu học tiếp. Rồi 2:30 là thấy xe buýt họ rước về rồi. Còn không thì phụ huynh cũng phải tới rước, trừ khi con mình ở lại học thêm. Cái chuyện đó là cái lịch học ở trường. Còn bây giờ cái mà phụ huynh họ hay hỏi đó là con em ở Canada mà trung học đó, ví dụ như lớp 10, lớp 11, 12 thì có đi học thêm như ở Việt Nam hay không? Đấy. Nếu một số các anh chị mà không nắm rõ đó thì cứ nói rằng là làm gì mà có cái chuyện ở Canada mà đi học thêm. Chứ nếu mà đã đi học thêm mà cực giống như ở Việt Nam đó thì thôi ở Việt Nam chứ rồi, chứ mắc mớ gì đi sang một cái nước Canada nơi mà có giáo dục được gọi là khai phóng, được gọi là thoải mái, vân vân, mà lại đi học thêm. Đó, thưa các anh chị, cái thực tế là có mà có nhiều nữa là đằng khác. Đấy, vì sao? Tại vì khi các em học ở trường, nhất là trường công lập, thì cái lớp nó đông. Cái lớp hiện giờ đó ở các cái khu vực lớn như là Toronto hay là vùng phụ cận ở Ontario, dân số nó đông mà cái quỹ giáo dục thì nó cũng chừng đó thôi. Cho nên đó là cái lớp nó đông, mà đông á thì khi mà vào học tiểu học thì nó lại đơn giản hơn. Bây giờ lên tới trung học rồi buộc phải học để mà tính điểm. Rồi sau đó buộc phải đi vào các cái đại học, mà đại học thì họ lại xét điểm. Cho nên những cái em mà từ lớp 11 tới lớp 12 mà chạy nước rút á, để mà có được điểm cao mà vào được các đại học tốt, tôi đang nói là vào đại học tốt, chứ còn vào cao đẳng nghề thì cái chuyện đó nó sẽ dễ hơn nhiều. Cao đẳng nghề thì không cần phải gọi là quá vất vả, tại vì chính từ lúc lớp 9, lớp 10, 11, 12 là có những cái môn chuyên để mà vào các cái trường dạy nghề cao đẳng thôi. Còn những cái em mà mong muốn được vào cái trường đại học mà có uy tín tốt, có sự cạnh tranh cao thì họ vẫn phải gửi con họ đi học thêm, chứ còn học ở trong trường trung học nó không đủ, không đủ. Ví dụ các em mà muốn vào đại học Waterloo chẳng hạn đi, mà các cái môn mà engineering hay là các cái môn architecture mà họ đòi phải là thấp nhất á, là phải mid 90s, tức là khoảng cỡ 94-95% trên các cái môn chính, trong cái top 6 các cái môn mà được xét vào đại học đó, họ đòi phải phải 94-95. Nhưng bây giờ nếu mà đi học bình thường thì không đạt được cái điểm đó, và không đạt được cái điểm đó có nghĩa là mình mất cái cơ hội, con mình mất cơ hội để vào được cái trường gọi là đại học Waterloo và các cái là engineering hay là architecture. Cho nên những cái bạn này thực sự là học giỏi là một phần, và thực ra là những cái gia đình mà có con như vậy là họ cho đi học kèm, đi học thêm, vẫn đi học thêm toán lý hóa hẳn hoi, chứ không phải là không học cái gì mà được cái điểm đó đâu. Trừ khi các em là xuất sắc xuất chúng, các em mới có thể tự học được. Nhưng mà những cái gia đình nào có con mà nhắm tới các đại học lớn để mà vào được những cái trường gọi là top ở Canada đấy, thì họ phải đầu tư cho con, họ đồng hành cùng với con vẫn đi học thêm, vẫn mướn gia sư dạy đó, rồi vẫn phải học cùng với con để gọi là theo sát được cái điểm của con, nhất là trong năm lớp 12. Đấy. Còn năm lớp 11 là những cái môn tiền đề, muốn học tốt được lớp 12 thì phải có cái môn lớp 11, người ta gọi là các cái môn mà prerequisite, tức là môn tiền đề. Muốn học được văn học lớp 12 thì bắt buộc phải qua văn học lớp 11.
phải khá để mà được đạt tới cái điểm ở văn học lớp 12 nó tốt, vân vân. Cho nên cái những cái trung tâm mà dạy gia sư đó, dạy kèm ở đây nó rất là nhiều chứ không phải là ít, và giáo viên ở trong trường họ vẫn đi dạy thêm. Đấy, họ vẫn dạy kèm, nhất là các cái giáo giáo viên mà không thuộc cái biên chế của gọi là trường công á, đấy, của các cái sở giáo dục công đó. Mà các anh chị biết là giáo viên mà không có thuộc trường công là rất là nhiều, bao la, tại vì cái công việc dạy học mà vào trong cái hệ thống công lập là rất khó, và đã vào được rồi thì là yên ổn gần như là vĩnh viễn. À, làm tới lúc mệt mỏi thôi mới nghỉ, và các chính sách rất tốt. Cho nên một loạt những cái giáo viên khác họ được đào tạo nhưng mà họ không vào được cái hệ thống công lập thì họ đi dạy các cái trường tư thục và họ nhận dạy kèm. Mà khi mà dạy kèm đó là thực ra cái phí tính thêm một giờ nó rất là đắt. À, thấp nhất cũng phải là 50 đô một giờ thì họ mới dạy cho con em của những cái người cần, gọi là học chuyên sâu, thậm chí là lấy lại căn bản. Thì một cái giờ học như vậy là thấp nhất cũng phải 50 đô. Trong khi nếu mà họ đi dạy trong trường tư thục á, đôi khi có 30 đồng một giờ thôi. Đó, 40 giờ một đồng. À, 40 đồng một giờ. Đấy, tức là 40 đô một giờ, nhưng mà họ dạy kèm bên ngoài đó là một em, một kèm một thì là đã 50 đô một giờ rồi. Đấy, và thực tế là vì sao lại nói rằng là ở Canada nó cái lượng đi học thêm ít, vì họ không có tiền. Thực tế thưa các anh chị, ai cũng muốn gửi cho con mình đi học thêm kỹ năng, ai cũng muốn cho con mình học thêm một cái gì đó mà trong cái trường công lập họ không dạy. Tại vì hệ thống trường công lập thì họ cho những cái gì mà dành cho toàn dân thôi, chứ làm sao họ cho những cái gì mà ưu tú hơn trên cái mức bình thường được, làm gì có, tại vì cái quỹ lấy từ thuế ra là nó giới hạn. Đấy, chứ không phải là vô tội vạ đâu. À, đừng có nghĩ rằng là họ đầu tư cho hết, họ đầu tư những cái rất cơ bản thôi, những cái môn rất cơ bản thôi, còn lại nếu muốn vượt lên, nếu muốn xuất chúng thì phải đầu tư, và gia đình phải tự bỏ tiền ra, phải bỏ tiền ra. Và thưa các anh chị, cái số tiền mà đi 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 cho con đi học thêm, cho con đi học kỹ năng là rất nhiều. Ví dụ có cái bạn nào đó mà mê âm nhạc thôi thì nửa tiếng thưa các anh chị là đã 34 à 35 tới 40 đô trên 30 phút dạy học thanh nhạc. Đấy, còn ví dụ học những cái lớp mà đông như là dạy võ thì nó ít hơn, cũng một tháng có 2 buổi, một buổi có 45 phút thôi thì cũng mất gần 200 đô một tháng rồi trên một một em. Đấy, còn nếu mà học kèm mà con mà mất căn bản rồi mình muốn cho con học thêm nhiều nữa đó là thưa các anh chị nó rất đắt tiền. Đấy thì nói học thêm có không, tôi khẳng định với các anh chị là có 100%. Đấy, trừ cái trường hợp là người ta không có đủ tiền thôi để người ta đầu tư cho con. Và vì vậy đó, khi mà vào cái trường đại học thưa các anh chị, vào những cái trường top này kia đó, các anh chị thấy sinh viên ở đó học cực kỳ giỏi, cực kỳ giỏi, tại vì cái kiến thức nó vượt trội, nhìn vô cái mặt rất là sáng láng ở trong các cái em mà vào các cái đại học á, nhìn vào cái mặt sáng láng cực kỳ, tại vì nó là những cái đứa thông minh, những cái thành phần rất tốt để mà vào được đại học tốt. Đấy, còn nếu mà cao đẳng nghề này kia đó thì thưa các anh chị đó là phổ cập chung thôi, để kiếm một cái công việc sau này để mà đi làm thì cái đó là xã hội đại trà, có nghĩa là các em chỉ cần học hết trung học rồi không có trường cao đẳng này thì cũng có trường cao đẳng khác, nếu mà các em là con dân ở địa phương ở đây, con của thường trú nhân, con của quốc tịch thì học đôi khi á, là học tà tà thì cũng có thể vào được cao đẳng để học một cái nghề, tại vì những cái nghề thì đôi khi nó không cần đòi phải kiến thức khoa học nó cao. Còn ví dụ vào đại học thì dĩ nhiên là phải đầu tư. Và kể luôn cả các con em của các anh chị người Việt mà mới sang đây, nếu họ quan tâm tới giáo dục, họ luôn luôn đầu tư đi học thêm, không học thêm với thầy ở Canada thì học thêm với các thầy cô ở tại Việt Nam. Đấy, là theo cái giải pháp mình có thể nghĩ đến là nếu ví dụ con mình tiếng Việt nó còn tốt, đây là cái mà tôi chọn. Ví dụ con tôi khi đi sang đây là lớp lớp 3 nhưng mà tiếng Việt nó vẫn còn tốt, nó vẫn còn có thể hiểu được tại vì ở nhà nó tiếng Việt 100%. Đó, thì tôi lại mướn gia sư dạy thêm cái môn toán ở Việt Nam theo toán của chương trình Việt Nam, còn những cái định nghĩa thì chúng ta chỉ cần đổi sang tiếng Anh mà thôi. Như vậy là nó học được cái chương trình toán Việt Nam và học luôn ứng vào cái toán của Canada, cái việc mà chuyển đổi ngôn ngữ nó không có quá khó đối với những cái đứa mà nó song ngữ. Đó, ngôn ngữ thứ nhất là tiếng Việt, ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh, và ở đây rồi cho nên tiếng Anh không thành vấn đề. Còn tiếng Việt thì mình cũng muốn cho con là vẫn tiếp tục học để hiểu được những cái khái niệm mang tính chất học thuật bằng tiếng Việt,
Và cái lý do rất thiết thực đó là cái học phí rất là rẻ. À, nếu mà đổi từ cái tiền của Canada, cái giá trị tiền của Canada sang giá trị tiền Việt Nam thì tính ra là quá rẻ. Ví dụ như 10 đô ở Canada bây giờ là 180 180 ngàn bên Việt Nam rồi, thì có thể cho con học được 1 giờ. Đấy, còn ví dụ như bên này mà muốn cho con đi học á, là phải 50 đô 1 giờ dạy kèm đi chẳng hạn. Đấy, thì tôi chọn cái giải pháp là vừa cho con đi học ở trường, dĩ nhiên trường công thôi, chứ còn trường tư thì vẫn không có tiền để mà cho con đi học đâu. Thực tế mà nói như vậy, tại vì tôi đã sang đây để cố gắng là có được thường trú, có được quốc tịch, thì con mình mong muốn là cho nó đi học trường công, tại vì mình không có tiền, mình không có đủ tiền nữa. Đấy, thì tiết kiệm tiền nhưng mà vẫn muốn con nó học tốt, cho nên mới mướn gia sư học qua Google Meet hoặc qua Zoom. Đấy, à, với giáo viên Việt Nam, mà giáo viên Việt Nam tôi nói thưa các anh chị cực kỳ giỏi về mặt kiến thức, họ rất giỏi. Ví dụ như bây giờ con tôi vẫn đang học về ngôn ngữ lập trình, học một kèm một với giáo viên, rồi học thêm cái toán của lớp 7, nhưng mà bắt đầu là học nâng cao lên. Tại vì tôi thừa biết rằng là cái phần toán học ở cái tỉnh Ontario này, tại vì tôi học chuyên về giáo dục và tôi biết đó là vấn nạn của cả tỉnh Ontario là cái môn toán. Cho nên á, là toán có thể là học không đủ, nhưng mà đó là trung học thôi là vấn nạn, nhưng mà lên tới đại học thì họ lại không cần biết là dưới trung học anh học cái gì. Tôi chỉ dạy trên cái bậc gọi là đại học thôi, và tôi yêu cầu anh phải là như vậy. Thế thì những cái đại học tốt họ luôn luôn mong muốn có những cái học sinh xuất chúng, là những học sinh này đi từ đâu ra, có nền tảng, có sự chuẩn bị từ trước, học giỏi mới được vào. Đấy, thì cái đó là cái điều mà có thể khi nói ra một số anh chị em nói là vì sao phải sang đây rồi mà lại tiếp tục cho con mình nó học như vậy. Đấy, vẫn phải học. Thứ nhất, mình phải xác định mình là dân nhập cư tới, cho nên mình phải vượt trội để có thể lấy lại một cái thế cân bằng, lấy lại một cái gọi là sự công bằng. Tại vì những cái đứa mà sinh ra lớn lên ở đây đó là họ đã có nền tảng rồi. Đấy, còn bây giờ mình là cái dân nhập cư mới, mình phải nỗ lực nhiều hơn để mình lấy lại một cái thế gọi là ngang bằng với cái dân họ đến đây từ lâu. Đấy, và thậm chí là thưa các anh chị, nếu chúng ta đầu tư cho con mình một cách đàng hoàng, một cách gọi là kỹ lưỡng, thì cái thế hệ này mới là thế hệ mà thành công trong trong khoảng cỡ 10 15 năm tới. Những cái người Việt sang sau này đó, mà những cái người Việt mà trí thức á, và những cái người cũng có tiền, vừa có trí thức vừa có tiền, họ sang đây thì họ luôn luôn canh cánh là phải đầu tư cho con. Đấy, họ đầu tư cho con học thêm, học kỹ năng, học vào những cái trường tư mà bất chấp luôn là phải đóng tiền rất là cao, họ vẫn đầu tư để sau gì các con nó có nền tảng và nó vượt trội lên cái thế hệ sắp tới. Cái đó là cái thực tế, chứ đừng có nghĩ rằng là sang đây học dễ lắm này kia rồi bắt đầu bỏ bê con một cái thì cuối cùng nó lại đi xuống chứ nó không có đi lên được. Đấy, mà chúng ta đã cực khổ chúng ta sang đây rồi thì chúng ta phải đầu tư cho con để nó vươn lên, chứ còn mà ví dụ cũng là AQ được, cũng AQ chính truyện được, có nghĩa là thôi cũng có một cái công việc cơ bản rồi cũng sống được, thực ra cái đó là nói để mà tự thỏa mãn với cái gọi là cái khát khao không đạt được của mình mà thôi. Tiếp theo là một cái câu cũng rất là nhạy cảm nhưng mà tôi buộc phải nói. Đấy, tại vì tôi làm trong trường trung học và tôi tiếp xúc rất nhiều với học sinh cái tuổi trung học đi từ Việt Nam qua. Mặc dù đó là những cái học sinh mà chính tôi là cái người tuyển sinh, tư vấn cho phụ huynh, và phụ huynh là những cái người mà họ đã tìm hiểu rất là kỹ. Đấy, nhưng cái điều này vẫn phải nói đấy, chứ không phải không nói rồi để các anh chị nó bị lầm hay là bị gọi là hiểu sai lệch một chút xíu là tội nghiệp cho tất cả các bên. Đó là cái điều gì, nếu các anh chị phụ huynh á mà cho con đi học á, rồi bắt đầu mới tự hỏi nè, thế thì khi con mình nó sang Canada nói riêng, hay là nó sang các cái nước mà Mỹ, Pháp, Đức rồi châu Âu vân vân đấy, nói chung là nó vượt ra cái vùng an toàn là gia đình và ở Việt Nam, thì cái điều gì mà khó thay đổi nhất ở các con, và cái điều gì mà khiến cho cái sự gọi là mâu thuẫn nó xảy ra ở tất cả các bên khi mà các con đang đi học ở Canada, nhất là trong cái thời gian đầu, đó là gì? Thưa các anh chị,
Trước đây tôi có từng nghe và sau này tôi trải nghiệm ra mới thấy được rằng là cái khó nhất đối với các em Việt Nam, với kể luôn cả các em lớn nha, và kể luôn cả cái thế hệ mà đi di dân sang đây á, mà thời gian đầu họ vẫn bị bắt, đó là gì? Là cái trung thực, cái tính trung thực nó gọi là bị khiếm khuyết khi mà các con hay là khi mà người Việt mới họ sang bên Canada. Tại vì sao như vậy? Nó có một cái xuất phát điểm về mặt chính trị, về mặt lịch sử, về mặt văn hóa. Nếu mà ai nghiên cứu kỹ thì chúng ta thấy bất kỳ một cái hiện tượng hay là một cái xu hướng nào nó cũng có cái gốc rễ của nó. Đó là gì? Là cái tính trung thực. Vì sao như vậy? Vì khi mà chúng ta ở Việt Nam đó, cái môi trường nó hoàn toàn khác, luật pháp nó cũng có đó, nhưng mà cái cách thực thi luật pháp nó khác, nó chậm đi, nó chưa hiệu quả, rồi cái cuộc sống nó khó khăn, đất chật người đông, rồi mọi thứ nó bị ảnh hưởng bởi thể chế chính trị bao nhiêu năm tồn tại ấy, thì nó có những cái mặt khiếm khuyết, cho nên nó hình thành nên cái tính của con người đó là không trung thực, một cái mức đến cái mức là gọi là cơ bản và cần thiết, nó không trung thực. Ví dụ thay vì một cái sự việc như vậy, chúng ta có thể nói ngay lập tức là nó không đúng hay là nó đúng dựa trên cái mình cảm nhận. Thì cái người của Việt Nam mình á là có xu hướng là nói lách đi và lách như vậy á, nói nó trật đi cái bản chất của sự thật đi, thì dần dần nó ngày này qua ngày khác đó, nó sẽ thành một cái tính người, nó hình thành một cái thói quen, rồi thói quen lâu dần thì nó thành trong cái tính của con người mình luôn, nó gọi là cái personality mà ngày nào mình không không hề biết, nó hình thành từ rất là lâu trong đó. Có nghĩa là trước một cái sự việc thì mình bắt đầu suy nghĩ theo một cái hướng là khác đi. Đấy, tôi nói đơn giản, ví dụ khi gặp một cảnh sát chẳng hạn đi, thì cái đầu của mình á là nó tự nhiên nó suy nghĩ cái việc là à phải rút tiền ra. Đây là một cái thói quen và nó hình thành tên mang tính chất là gọi là văn hóa lịch sử, chứ truyền thống thì tôi không chắc, nhưng mà văn hóa lịch sử chính trị nó hình thành nên như vậy, và dần dần chúng ta cũng xử lý mọi thứ một cách rất là vô thức và theo cái tính không trung thực. Cho nên á, khi mà đi sang một cái nước mà họ yêu cầu phải có độ trung thực cao thì chúng ta đã bị vấp ngay từ đầu. Ví dụ này, cái việc copy chẳng hạn đi, tôi nói một số cái thôi, ví dụ copy tức là chúng ta đọc ở đâu đó, học sinh trung học thôi, chúng ta đọc ở đâu đó rồi bắt đầu là bây giờ thì là có Google rồi có Chat GPT chẳng hạn đi, trí tuệ nhân tạo, là chúng ta tạo rồi chúng ta copy, chúng ta đặt cái bật vào trong cái bài của mình ngay lập tức. Đấy, thì cái đó là một cái thói quen mà gần như ở Việt Nam họ ít xử lý. Đấy, vì ít xử lý cho nên cái chuyện xảy ra là coi như huề, giáo viên cũng không cần xử lý nghiêm, rồi học sinh nó hình thành được cái tính à tôi có bên đâu chút có sao đâu, tôi không trích dẫn có sao đâu, tới lúc đi học trong này là bị mấy con zero là chuyện thường, bị trường kỷ luật là chuyện rất là bình thường, mà ở đây họ không có cái chuyện là phải giải thích à từ bên Việt Nam tôi vậy cho nên sang đây thì anh tha cho tôi, không có, họ xử lý ngay. Cái đó là những cái khung mà người ta mặc định người ta không cho phép xảy ra ở cái xứ này, thì mình lại đi vô tình mình đi từ Việt Nam qua thì mình bị cái lỗi đó, lỗi trung không có trung thực. Rồi còn thế này nữa, càng sai thì càng dẫn đến sai. Ví dụ một em học sinh nó đã chép bài không trích nguồn, có nghĩa là đạo văn, nhưng mà khi giáo viên hỏi là thực sự là cái bài này của em hay không, tức là họ cho mình một cái cơ hội để mình phản biện lại, thì là tiếp tục nói bài đó bài của em đấy, bài đó của em đó, cho tới lúc bắt đầu là họ tìm ra cái nguồn, họ chỉ ra rõ đây này, đây là bằng chứng này, cái này không phải của em, thì lúc đó mới bắt đầu thừa nhận cái lỗi hoặc là chối cãi thêm một vài lần nữa trước khi chúng ta chấp nhận cái sự thật đó. Đấy là cái thói quen không trung thực mà nó sẽ là một cái vấn nạn và nó sẽ là gặp rất nhiều cái khó khăn khi các em sang đây. Đấy. Thì nó xảy ra ở đâu? Ở homestay cũng có. Ví dụ như đi chơi thì mình cứ nói mình đi chơi, hay là đi với bạn nào thì mình nói đi với bạn nào. Đấy, rồi mình lên Toronto thì mình nói mình lên Toronto, mình xin nhà homestay mình nói là tôi lên Toronto chơi với bạn. Rồi mấy giờ con về? Đó, hay gì nó đi Toronto rồi là đi ngược về Niagara Falls. Xong rồi tới lúc có sự cố xảy ra, nhà homestay họ đâu có biết, giám hộ người ta cũng đâu có biết là anh vừa nói đi Toronto thì tôi cứ nghĩ anh đi cách 30 cây số từ Mississauga chứ tôi đâu có nghĩ rằng là anh đi 120 cây số về dưới thác. Đấy, rồi anh trễ xe buýt anh không về nhà được, vân vân. Thì cái đó người ta gọi là những cái thói quen không trung thực và nó cực kỳ khó để thay đổi. Tại vì sao như vậy? Nó hình thành trong cái
trong trong cái thói quen cư xử hàng ngày mà mình xem nhẹ, tới bây giờ khi họ xem nặng thì chúng ta lại phản ứng một cách rất là tiêu cực. Chúng ta nói có cái gì đâu mà làm quá. Đấy, cho nên những cái gia đình mà họ ở đây lâu đó rồi bắt đầu họ nhận các cái em học sinh trung học mà từ Việt Nam qua đó, thì đôi khi họ cảm thấy rất là không hài lòng. Tại vì sao ở đây lâu thì người ta mặc định cái chuyện đó không nên nói dối, nhưng mà các em nói dối là nói dối rất nhiều, nói dối rất nhiều, chối lỗi rất là nhiều, không chịu trách nhiệm, phủi trách nhiệm là chuyện rất rất nhiều. Đấy. Rồi vào trong trường đại học cũng vậy, là đạo văn, rồi đạo văn một cái mà bị bắt á, thì là đi lên trường kỷ luật, rồi kỷ luật xong bắt đầu mới run mới sợ, là đi hỏi lung tung xem thử cái đó có ảnh hưởng tới giấy tờ về mặt di trú hay không, có bị đuổi ra khỏi Canada hay không. Nó xảy ra rất nhiều các cái hệ lụy khác. Đấy, cho nên á, cái đó cực kỳ khó. Tại vì nó thay đổi, nó phải ở đây đủ lâu và nó phải có một cái ý thức, một cái sự nhận thức rằng là mình không nên dối như vậy, tại vì dối như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề cho không chính bản thân mình mà cho nhiều người khác, cho cha mẹ, rồi cho những cái người liên quan rất là nhiều. Thì cái đó tôi thấy nó mới khó. Còn con nít ở đây đó, từ nhỏ tới lớn, thưa các anh chị, đây là một cái điều mà tôi phải nói ra, đó là tôi nhận định mấy đứa nhỏ nó ngây thơ và nó trung thực hơn rất là nhiều. Tại vì từ nhỏ giáo viên người ta đã dạy cho nó như vậy, từ tiểu học thôi. Chỉ cần xô bạn, giáo viên họ thấy, đấy, thì họ sẽ ngăn lại, họ sẽ giáo dục. Rồi các cái bạn này người ta vẫn sẽ nói chuyện với nó rất là đàng hoàng, tử tế. Con làm như vậy cố ý hay không? Lần sau đừng làm nữa. Đó, họ cứ dạy ngày 1, ngày 2, ngày 1, ngày 2, từ cái lớp rất là nhỏ cho đến cái lúc mà tụi nó trưởng thành. Cho nên á, khi nó nhìn nhận một sự việc, nó nhìn theo cái hướng thẳng nhiều hơn. Còn dĩ nhiên là nó nhìn nghiêng, nhìn qua, nhìn nhìn lại, nó khác đi, thì cái đó là có một cái nguyên nhân đó. Tại vì có thể là sau này khi các cái em nó lớn lên, nó giao tiếp với các xã hội khác, bắt đầu nó mới biết được rằng sẽ có những cái nhóm người, những cái văn hóa mà họ hay nói xuôi nói ngược như vậy, và họ biết, và nếu mà cứ tiếp xúc với những cái nhóm dân đó thì chính những cái đứa trẻ ở đây nó cũng bị bắt đầu like những cái đó luôn. Đấy. Cho nên á, là tôi hỏi lại một lần nữa, tôi nói lại thêm một lần nữa cho các anh chị, cái khó khăn nhất trong các cái em học sinh trung học hay là các cái em mà mới sang đây, đó là cái tính trung thực. Cần gì nói thẳng, nói rõ, và nếu chúng ta biết chúng ta nói chúng ta biết, còn không thôi chúng ta không biết thì thôi chúng ta im lặng và chúng ta quan sát, chúng ta nghe. Thì các anh chị có thể dễ dàng nhìn thấy thôi, có nhiều người á là không hề biết cái sự việc đó như thế nào hết, bắt đầu là cứ cứ theo phong trào thôi. Đấy, cứ theo phong trào như vậy. Cho nên á là nó dẫn đến cái việc là gì, anh không hề biết, rồi anh cũng can dự vào, anh nói cái này nói cái kia mà anh không hề biết cái gì hết. Cái đó gọi là cái tính trung thực nó không có. Đấy. Nó hình thành từ cái đời của ông bà cha mẹ cho tới cái đứa trẻ sau này luôn. Đấy. Và khi mà thưa các anh chị, chúng ta chuyển con mình sang Canada hay là chúng ta chọn cái đất nước này là tại vì chúng ta không có thích những cái gì mà nó tồn tại một cách tiêu cực ở quê hương của mình thì mình mới qua đây. Chứ còn mình qua đây mà mình vẫn giữ cái thói quen gọi là thiếu trung thực hay là không ngay thẳng như vậy thì qua đây làm cái gì? Chẳng lẽ qua đây để đi trốn à? Không phải, qua đây để tìm được một cái nơi tốt đẹp hơn, một cái nơi mà người ta cư xử ngay thẳng, công bằng, trung thực hơn thì mình mới qua. Ít nhất là trung thực hơn, tôi chưa nói là trung thực tuyệt vời hay là tuyệt đối trung thực, không phải. Mà tôi chỉ nói rằng nếu so sánh thì chúng ta thấy chúng ta tìm đến những cái nơi tốt đẹp hơn, nơi người ta cư xử đàng hoàng, có luật, có pháp hơn. Đấy, cái đó mới là cái quan trọng của cái việc đi du học hay là thiên di từ một cái nước quê hương của mình sang một cái nước mới. Cho mắc mớ gì mình phải đánh đổi như vậy, đúng không ạ? Cho nên đi học là đi học cái hay, cái tốt, cái từ không trung thực chúng ta thành trung thực. Đấy. Cái cuối cùng tôi muốn chia sẻ một chút xíu, tại vì thông tin này là tôi nhận từ phụ huynh, đó là gia đình của một cái em học sinh là đã chuẩn bị hồ sơ đi Mỹ từ lâu rồi. Đó, thì trong lúc mà chờ thì người ta không biết lúc nào thì con mới đi du học ở Canada. Thì bé nó đang học lớp 10, 10, 12. Thì bây giờ là có cái giấy của bên Mỹ họ yêu cầu là lấy cái lý lịch tư pháp của bé này. Dưới 12 tuổi nhưng mà họ vẫn yêu cầu. Thế thì là gia đình quýnh quáng lên, không biết là nhờ ở đâu.
rồi cũng không tìm được, tại vì họ bắt buộc phải, giống như là mình nghe nói rằng là phải bắt buộc phải về Việt Nam mới xin được cái lý lịch tư pháp, đặc biệt là trong thời gian gần đây là ở thành phố Hồ Chí Minh là xin cái lý lịch tư pháp vắng mặt nó rất khó, cho nên gia đình là đã dự định là đưa bé nó về khoảng cỡ 1 2 tuần gì đó để thăm nhà trong đợt Tết, rồi rồi đồng thời là đi lên sở tư pháp làm giấy luôn. Thế thì hôm qua là mẹ bé trước khi chuẩn bị mua vé, thống nhất cái ngày về rồi, chuẩn bị đi mua vé này kia thì mới quyết định là lên sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa và hỏi. Thì mới tá hỏa ra rằng là bé này không cần về, mà cha mẹ là đem giấy căn cước của bé, rồi đem thêm cái giấy khai sinh chứng minh là cha mẹ với con, rồi bắt đầu là họ cho phép làm vắng mặt. Như thế là đỡ tốn tới 40 50 triệu vé đi vé về, và đỡ phải ảnh hưởng tới cái việc học, đang học dở dang. Đấy. Thì cái trường hợp mà mấy cái bé mà dưới 10, các cái em mà dưới 18 tuổi đó, thì cha mẹ có thể gọi là lên sở tư pháp để xin cái lý lịch cho con được. Đó. Chứ không không cần phải con phải có mặt ở tại Việt Nam, nhất là trong cái thời điểm khó khăn này. Đấy, đi về cũng vất vả mà xin thì không được. Đấy. Rồi như vậy là tôi đã chia sẻ năm cái vấn đề. Thứ nhất là học sinh trung học có được phép đi làm hay không, học sinh trung học quốc tế đó, rồi cha mẹ mà xin visa du lịch thì sang thăm con rồi có được đi làm hay không, tôi cũng trả lời rồi. Học sinh trung học ở Canada đó là có đi học thêm để mà cạnh tranh vào các cái trường đại học như ở Việt Nam hay không, tôi cũng trả lời rồi. Rồi cái vấn đề là cái gì khó khăn nhất mà các em học sinh, sinh viên từ Việt Nam mới sang Canada thường gặp phải nhất và khó thay đổi nhất. Đấy, tôi cũng đã chia sẻ một cách rất là thẳng thắn rồi. Và cái cuối cùng tôi cũng chia sẻ cái thông tin về lý lịch tư pháp dành cho các cái em dưới 18 tuổi thì cha mẹ tại Việt Nam có thể làm. Như vậy thì đến đây á, là livestream đã kéo dài 47 phút. Thì để tôi xem lại có cái câu hỏi nào của các anh chị không, thì tôi sẽ trả lời như đã hứa. Hình như là có mấy câu. Bây giờ là tôi phải tức tốc trả lời. Như Quỳnh Đặng, kính chào thầy Hòa, con mình học phổ thông trung học lớp 10, lớp 11, 12 tại Canada, thì sau này apply vào đại học trong Canada có cần làm những thủ tục để xin study permit khi đã có LA của các trường đại học? Có khác gì hai dạng apply du học đại học và chứng minh tài chánh SDS từ Việt Nam hay không? Xin cảm ơn thầy. Cái thứ nhất là cháu học trung học tại Canada rồi đó, thì sau khi lên lớp 12 và cháu nhận được cái offer của cái trường đại học hay là cao đẳng rồi, thì cháu có thể bắt đầu xin cái thư nhập học chính thức của cái trường đại học đó. Tại vì khi mà các cái đại học á, họ đưa ra những cái offer thì mình phải quyết định mình nhận cái offer nào của trường nào. Rồi họ sẽ lần lượt họ đưa về các cái offer chính thức, rồi mình đóng một cái phần học phí trước để giữ chỗ, cái deposit trước để mình lấy cái thư nhập học đó, rồi mình mới gia hạn cái study permit. Bên trong Canada thì thủ tục nó đơn giản hơn rất là nhiều so với xin lần đầu. Mình chỉ làm thủ tục là renew cái study permit ở bậc học cao hơn. Mà khi các em đã ở Canada rồi thì cái việc chứng minh nó rất là dễ, chỉ cần đóng học phí cho trường rồi trong tài khoản của các em đó có một số tiền. Còn ví dụ cha mẹ muốn bên ngoài muốn bổ sung thêm các cái sổ tiết kiệm thì cứ bổ sung thôi, nhưng mà về cơ bản là trong tài khoản của các em nó vẫn có. Tại vì sao? Tại vì lịch sử là các em đã học từ lớp 10, 11, 12 ở bên Canada rồi, cho nên là chính phủ họ vẫn biết là gia đình có đủ điều kiện. Đấy, nhưng bây giờ thì có trường nhận rồi và mình đóng thêm một cái khoản phí, bỏ thêm một ít tiền ở trong ngân hàng. Ví dụ như một năm là chi phí 20 ngàn đi chẳng hạn đi. Bây giờ là họ quy định là 20.653 đô gì đó, thì mình có thể bỏ trong đó cho trong tài khoản của con khoảng cỡ 20 ngàn, 25 ngàn gì là đủ rồi để mà sinh sống và đóng học phí cho trường. Thủ tục đó nó rất đơn giản, khi mà các em đã học ở Canada rồi xin cái LA của trường cực kỳ dễ. Đặc biệt là các em mà ở Ontario thì trong cái trường họ có một cái giáo vụ, còn không thì các em cũng có thể tự nộp hồ sơ được. Và cái thủ tục nó rất là đơn giản. Khi năm lớp 12 tới một cái thời điểm thông thường là tháng 11, 12, tháng 10, cuối tháng 10, đầu tháng 11 là cái cổng
hoặc là mở hồ sơ nó đã mở ra rồi, cho các em nó tạo một cái tài khoản rồi các em bắt đầu cập nhật thêm điểm rồi đăng ký trường, chọn trường, đóng phí trên cái cổng nhận hồ sơ đó. Rồi trình tự là các em có xong môn nào các em bổ sung, rồi các trường mà họ có một cái phản hồi, họ có một cái tín hiệu gì đó thì họ gửi email về cho các em, rồi các em cứ theo trình tự đó mà làm, lấy được cái LA của trường nào thì bắt đầu đóng học phí hoặc là đóng đặt cọc. Đặt cọc xong mình sẽ kết hợp với một cái sao kê tài khoản ở tại Canada của các em, rồi bảng điểm lớp 11, 12 bổ sung vào và xin nó rất là dễ. Còn khi mà đi du học mà từ bên ngoài Canada đó vào á, thì dĩ nhiên là có hai cái cách chính. Một là nộp SDS nếu như các em đầy đủ những cái phần yêu cầu của nó như là tiếng Anh trên 6 chấm, rồi đóng một cái ký quỹ, rồi có một cái trường nhận chẳng hạn thì nộp vô, cái đó gọi là không chứng minh tài chánh. Còn chứng minh tài chánh thì dĩ nhiên là mình muốn mình có đầy đủ tiền thì mình cứ đưa ra tất cả những cái bằng chứng cha mẹ có tiền thì nộp vô. Về mặt cơ bản là nó như nhau thôi. SDS nó giảm được cái khâu gọi là rườm rà về mặt giấy tờ, và đặc biệt là đối với những cái sinh viên mà ở các cái nước nằm trong cái danh sách mà chính phủ Canada họ đồng ý gọi là cấp cái study permit theo cái chương trình gọi là không cần chứng minh tài chánh, tại vì họ biết rằng là chứng minh nó rất là rườm rà và có những cái nguồn thu nhập đó nó không có được rõ, cho nên họ bỏ qua cái phần đó, miễn là có đủ cái số tiền đóng vào trong cái học phí một năm của một cái trường ở bên Canada, có tiếng Anh đầy đủ hay là tiếng Pháp đầy đủ, rồi có cái ký quỹ là gần 21.000 trong một cái ngân hàng tại Canada. Nói chung là con của chị rất là đơn giản tại vì đã học tại Canada rồi. Nguyễn, em chào thầy, chúc thầy và gia đình năm mới nhiều sức khỏe. Xin xin cảm ơn chị hay là em Nguyệt Nguyễn. Phương Nguyễn, tuyệt vời anh ạ, xin cảm ơn em. Minh Hoan, rồi xin chào Minh Hoan. Helen Trần, em xin chào thầy, xin chào em Helen Trần. An Nhiên chào thầy, chúc thầy và gia đình nhiều sức khỏe. Minh Ngọc, Tăng Phước có add một bạn vào nhưng mà không thấy có câu hỏi. Bạn Thảo Vũ, hình như em đã qua bên Canada rồi. Thầy ơi, cho em hỏi thời gian chờ PR có được tính là một ngày để tính citizenship không? Không, thời gian chờ PR không có tính. Khi nào chính thức nhận trên tay cái gọi là từ hôm nay bạn là PR của Canada thì từ thời điểm đó mới được tính. À, em đang nói cái thời gian chờ đó có tính nửa ngày không? À, cái thời gian chờ này tính nửa ngày. À, thế này nè, nếu khi ví dụ em sang Canada và em có giấy tờ hợp lệ thì cái thời gian ở đó tối đa là họ tính là 365 ngày. Cho ví dụ như em ở 4 năm trước đó đi chăng nữa thì họ tính tối đa là 365 ngày thôi. Cho nên á là nếu mà em qua có một năm thì nó tính nửa ngày, đúng. Cái đó tính nửa ngày là đúng. À, không sai. Thầy hãy đọc bị nhầm một chút xíu. Như vậy là không có thêm câu hỏi nào khác cho nên là tôi sẽ kết thúc cái chương trình livestream này ở đây. Cái phần livestream này tôi như thường lệ tôi tải về và đưa lên kênh YouTube Canada Cần Gì Nói để các anh chị có thể nghe lại cho rõ, cùng với hơn 100 các cái chương trình livestream khác mà tôi đã đưa lên trên cái kênh YouTube Canada Cần Gì Nói. Cái hôm nay nó dành nhiều hơn cho học sinh phổ thông với lại là những cái anh chị phụ huynh. Cho nên là các anh chị đó có thể quan tâm, và nếu quan tâm thì mình hiểu được rồi, mình chia sẻ lại với con mình để mình định hướng cho con mình ngay từ khi mà các con chuẩn bị đi sang Canada, chứ còn đừng có để con qua đây rồi mới vấp phải những cái việc mà như tôi đã nói thì nó hơi đáng tiếc, và một khi mà vấp phải rồi đó là phiền lắm. Ví dụ như tới một cái nhà homestay mà họ phàn nàn rồi vì cái tính như thế này, vì cái tính như thế kia, sau đó đó là họ không đồng ý họ nhận homestay nữa là vì những cái lỗi mà tôi đã cảnh báo trước rồi, thì cái điều đó nó không hay một chút nào hết. Và thưa các anh chị, tất cả những cái mâu thuẫn, tất cả những cái mà hiểu nhầm hay hiểu lầm hay là những cái phiền toái mà xảy ra thường thường là nó rơi vào những cái gia đình có con em đi học ở đây nhưng mà phụ huynh chưa bao giờ đi sang đây, thường là như vậy. Tôi để ý thấy rằng là rất nhiều phụ huynh là chưa hề sang đây
chưa hề sang Canada một ngày nào hết, thậm chí là họ đi du lịch cũng ít, cho nên á là cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm, cái sự hiểu biết nó có giới hạn, và họ cứ nhìn theo cái sự việc theo một cách của ở người Việt Nam. Đấy, còn nếu mà người nào mà ở Canada lâu rồi thì họ lại có một cách nhìn khác. Đây là một cái sự gọi là khác nhau về cái góc nhìn, và những cái mâu thuẫn nó xảy ra là từ đây. Ví dụ mình binh con mình quá, mình xót xa con mình quá mà mình không hiểu rằng đó là cái chuyện rất bình thường. Rồi mình đổ thừa là ở Canada nó khắc nghiệt quá, vì sao lại không có tha thứ, vì sao như thế này, thì là do mình không hiểu thôi. Đấy. Thưa các anh chị, trên cái cao tốc mà gần đi vào Toronto nó có những cái bảng gọi là như là uống rượu đó, và họ đề cái chữ là gọi là zero tolerance, tức là không tha, cho dù zero luôn là tuyệt đối không tha, cho dù anh là dân nước khác tới, anh là người ở đây, tôi không quan tâm, nếu anh vi phạm trong khu vực đó, tôi đã ghi rất rõ là zero tolerance, không tha, tuyệt đối không tha, thì anh đừng có nói rằng là tôi không biết, anh đừng có nói rằng là tôi như thế này thế kia, tại vì anh đã uống bất kỳ một giọt rượu nào mà họ phát hiện ra được, cảnh sát họ phát hiện ra được là anh vi phạm tuyệt đối, không chối cãi gì hết. Đấy. Ví dụ như cái tội, những cái vị, ví dụ như cái thói quen mà nói dối đó ở của các em học sinh đi chẳng hạn đó, thì ở đây họ xem cái chuyện nó không chấp nhận. Nhưng mà em bên Việt Nam thì nó trời, nó mới phạm có một lần, nó bên Việt Nam cái chuyện nó có cái gì đâu mà làm lớn lên này kia, thực ra là hai cái góc nhìn nó khác nhau. Chúng tôi ở bên này không chấp nhận. Bên Việt Nam thì nó cái chuyện đó là chuyện nhỏ, bên này là một chuyện lớn, một anh lớn thật lớn, một anh nhỏ thật nhỏ, thì xem như hai cái này nó không có nói cái tiếng nói chung được, cho nên chúng ta cần phải hiểu, cần phải nghe, cần phải nắm bắt để sau đó chúng ta tránh được. Và nếu mà cha mẹ có con đi du học thì cha mẹ chính là cái người đồng hành cùng con, chứ sự đừng có đổ thừa. Sau này có chuyện gì đừng có đổ thừa là tôi không hề biết cái này, tôi không hề biết cái kia. Đó, rồi nói rằng tôi không nghiên cứu kỹ, vân vân, cái đó chẳng qua là ngụy biện thôi. Còn mình đi là mình phải quán triệt, mình phải hiểu rất rõ rồi mình mới quyết định. Chứ mình làm cha làm mẹ mà đâu có thể đổ thừa. À tôi không biết cho nên con tôi nó mới như vậy, không phải. Đấy, thì chúng ta là cũng phải chấp nhận cái lỗi của mình, chấp nhận cái trách nhiệm của mình. Đấy. Nếu mà tôi là có con mà tôi cho con đi du học thì tôi phải biết rất rõ mọi thứ, chứ không thể nói là tôi không biết gì hết. Tôi bị lừa, tôi bị thế này, tôi bị thế kia. Thưa các anh chị, bây giờ là thời đại công nghệ, mạng xã hội nó phát triển tràn lan, tất cả những người nói thật, nói thẳng đều có trên này cả. Đó, cho nên chúng ta cần phải đọc, hiểu, nghe, hiểu, chấp nhận, thông cảm, vân vân. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong một chương trình livestream khác. Có thể vào thứ ba, thứ tư tuần sau. Tôi sẽ livestream thường xuyên hơn, tôi dựa trên các câu hỏi của các anh chị và tôi sẽ phân tích thêm. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.